Hiện tại thì mình đang có mặt ở trại rau giống đây. Giống là giống Tochio Tome. Ở đây thì mình đang có khoảng hơn 2 vạn cây đã ươm vào bên cái bầu đất như thế này. Khách ở đây thì họ đặt gần đây, họ đặt cái viên bầu đất như này gần đây thôi. Còn nếu mà xa, khách hàng xa thì thường mình hay làm bằng viên nén để cho nó vận chuyển nó dễ. Đây cây nó như này, cây cây mẹ nó đây, cây mẹ nó đây, sau đó nó lan ra tất cả đám này là cây con của nó đây. Cây này thì cũng đã sẵn sàng để trồng rồi, tuy nhiên là nếu mà bạn nào xa thì chắc là phải ươm một viên nén. Mình thì viên nén sẵn rồi nhưng mà viên nén nó rất nhanh đấy, cây đang rất đẹp. Ngoài này trời nó đang mấy hôm nay nó mưa, vừa mưa xong nên là cây đang lên rất tốt. Để chờ chút mình xem tìm cây nào có quả, để xem cho bắt xem hoa quả nó như nào. Anh Nam ơi, anh đợt này có cây nào nó có quả không? Đợt này có cây nào nó có quả không? Khó nhỉ, đợt này là mùa mưa đang hơi. Khách đang muốn xem là quả hình thù thế nào, muốn xem quả củ thế nào ạ? quả nào. Quả thì phải vườn dưới, vườn dưới sáng nay vừa tỉa xong vừa nó quả. Vườn ở dưới dưới cái quả dâu khổng lồ á. Mảnh mới tiệt rồi à? Giống này nhà mình đã canh tác đến năm mình từ năm tác từ 2017 đấy. Với những ngó này thì ươm một viên nén thì chắc trong vòng 20 ngày thì chắc đem ra trồng một luôn. Đó. Chờ mình tí mình xem có chỗ nào có cây có quả mình quay cho bạn nhé.